Minh được tử vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn bước sang tuần mới, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây, mời các bạn đón xem tử vi chi tiết 12 con giáp tuần mới từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2021. Mời các bạn cùng theo dõi. đầu tiên mà các bạn đón xem tử vi tuần mới của bạn tuổi Tý từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này đối với bạn tuổi Tý xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Tý trải qua một tuần không được suôn sẻ như ý muốn. Có khá nhiều việc không đi theo kế hoạch dù bạn đã có sự chuẩn bị từ sớm. Những lúc như vậy với bạn tuổi Tý càng cần phải bình tĩnh để đối mặt và giải quyết từng vướng mắc một và ngay từ những ngày đầu tuần đã có sự xuất hiện của thương quan chiếu mệnh chủ về thị phi cho thấy với bạn tuổi tí có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do những lời nhũng nhiễu của kẻ tiểu nhân ganh ghét đố kỵ cách xử lý khôn ngoan là bỏ ngoài tai thay vì đấu khẩu lại bởi bạn có thể chúc lấy phiền phức và bực bội không đáng có với mình Bên cạnh đó, vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tý cũng đang gặp hung tinh là tiểu hao có ảnh hưởng tới túi tiền của bạn. Và may mắn là với bạn tuổi Tý lại có đủ được năng lực để điều chỉnh mọi thứ trở về trạng thái cân bằng, nhất là càng về cuối tuần lại càng thuận lợi hơn hẳn trong cái vận trình của bạn. Bạn tuổi Tý có thể lựa chọn thời điểm này để nâng cấp về kế hoạch chi tiêu cho mình. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tý trong tuần mới này, tình duyên của bạn trong tuần có những hiệu lầm khiến cho cái chuyện tình cảm của bạn không được như ý muốn. Đào hoa ảm đạm đối với những bạn đang quản độc thân cũng không nên đặt quá nhiều kỳ vọng về đối phương mới quyên hay là vội vàng đòi hội những điều không tự ở một mối quan hệ mới chớm nở. Bạn sẽ có những ngọ nhận không đúng sự thật. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Sửu từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Xem từ vi tuần mới này với bạn tuổi Sửu, cho chúng ta thấy là với bạn tuổi Sửu trải qua một tuần Cát vận có phần nhịn hơn hung vận một chút, dự báo vận trình của bạn đang có phần sáng sủa tốt lên. Nếu như bạn tuổi sửu tiếp tục phát huy được những gì mà mình đã làm, bạn sẽ sớm đạt được mục tiêu của mình mà thôi. Và với bà tuổi Sửu đừng có để cho những phiền nhiều trong thời gian qua ảnh hưởng tới quyết tâm của mình. Lại thêm, trong vận trình tuần mới đã gặp được thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này cho thấy những ngày đầu tuần sẽ hỗ trợ cho bản mệnh trên con đường sự nghiệp được rộng mở, tìm ra hướng đi thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Bên cạnh đó, trong tuần mới với bà tuổi Sửu cũng đang gặp ngụ quỷ hung tinh có thể gây hại tới sức khỏe của bạn lúc này và nếu như bạn tiếp tục không thực sự dành thời gian để chăm sóc cơ thể của mình đúng cách, bạn cần phải điều chỉnh lại lối sống của mình lành mạnh hơn nên chớ nhớ là phòng bệnh luôn tốt hơn là chữa bệnh. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Sửu trong tuần mới này, con đường tình duyên của bạn cũng có những chuyển biến tích cực, các khí vây quanh có những mâu thuẫn trước đó sẽ dần được hóa giải và bạn sẽ hiểu được rõ hơn về tình cảm của người ấy dành cho mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi dần, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 năm 2021, vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần xem tử vi cho thấy với bạn tuổi dần sẽ có một tuần với khó khăn và thách thức đan xiên. công việc trong tuần này của bạn mệnh tuổi dần có nhiều thử thách khá khó khăn nhưng đồng thời cũng có thể trở thành bàn đạp để cho bạn thăng tiến mạnh mẽ nếu như bạn biết phát huy năng lực của mình trong tuần mới này với bạn tuổi dần cái nguồn tài lộc của bạn khá chi là vượng khi mà bạn đang có được cả thiên tài và chính tài độ mệnh tuy nhiên thu nhập phụ có phần nhịn hơn thu nhập chính dường như với bạn tuổi dần bạn sông sáo chủ động sẽ khiến cho bạn dễ dàng thành công hơn so với việc nằm im chờ thời cơ bạn cần phải tiếp tục phát huy hơn nữa Bên cạnh đó, trong cái vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần lại đang gặp thương quan gây họa và cái thời điểm giữa tuần là lời nhắc nhở để cho bạn tuổi dần nên cẩn trọng trước những hành vi lợi dụng của ai đó. Bạn luôn chủ động trong mọi tình huống và đừng có để cho ai đó nắm quyền kiểm soát bạn, nhất là trong vấn đề về tài chính. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi dần xem tử vi cũng cho thấy về phương diện tình cảm của bạn lại có phần được tươi sáng rực rỡ. Lại thêm, Thái Âm là cắt tinh ở bên, nâng đỡ cho nên cái mối quan hệ của hai bạn càng thêm phần được thuận lợi. Các cặp đôi sẽ có thể đi đến một bước tín mới để hai người thêm phần gắn kết hơn trên con đường tương lai ở phía trước. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Mão từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi Mão xem tử vi cho thấy với bạn đang có điểm báo trong tuần huân vận là hung vận lấn át cát vận dự báo có điểm xui xẻo xảy đến với bà tuổi Mão trong tuần này do đó tốt hơn hết là với bà tuổi Mão không nên vội vàng đưa ra quyết định quan trọng liên quan tới vấn đề về tiền bạc hay là công việc của mình và nếu có ai đó khuyên bạn thì bạn cứ lắng nghe nhưng chớ có vội làm theo vì chúng chưa chắc đã phù hợp với tình huống hoàn cảnh mà bạn đang vướng phải. Xem tử vi tuần mới này với bạn tuổi mão, những ngày đầu tuần của bạn có vẻ thuận lợi hơn do được chính tài nâng đỡ, cho nên bạn tuổi mão tìm được giải pháp cho cái chuyện tiền bạc lo lắng nhờ đó mà cũng được hóa giải. Nhưng càng về cuối tuần thì khó khăn càng chồng chất. Do mối quan hệ không được tốt, các chuyện tiền bạc thì bị lẫn lộn. Trong tuần lại đang có sao dịch mạ xuất hiện vào cái thời điểm này cho thấy với bạn tuổi mạo tuy là người lanh lợi và muốn nhanh chóng thích nghi với hoàn cảnh cho nên khá vất vả trong việc tìm cách thay đổi bản thân. Bạn đừng có nản lòng vì những thay đổi của bạn lúc này là rất cần thiết về phương diện tình cảm của bạn tuổi mão trong tuần mới này, các chuyện tình cảm của bạn lúc này trở nên trầm lắng hơn bao giờ hết. đối với những bạn đang còn độc thân sau một thời gian mở lòng hơn nhưng không tìm thấy được hy vọng, cho nên dần bộ cuộc thậm chí là có người có xu hướng khép kín lại. đôi lứa lúc này có sự lục đục, nhiều đôi đã quyết định chia tay hoặc là ly hôn nữa. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Thìn, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Thìn xem tử vi cho thấy với bạn tuổi Thìn trải qua một tuần nhìn chung khá chi là ổn định. Cái điều quan trọng là tâm trạng của bạn rất tích cực, thoải mái hơn và nhờ thế những người xung quanh bạn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ như được bạn truyền cảm hứng cho vậy con đường công danh của bạn Tử thìn trong tuần mới này công danh sự nghiệp của bạn lên như diều gặp gió chẳng những được các thần là chính ấn trao cho cơ hội để thể hiện năng lực của bản thân mình mà với bạn Tử thìn đang có được quý nhân là chính quan trợ mệnh dù gặp bất cứ khó khăn nào rồi cũng sẽ tìm ra cách để tháo gỡ và giành được thành công như mong đợi về phương diện tình cảm của bạn tuổi Thìn trong tuần mới này, đối với những bạn đang còn độc thân thì có thể sẽ gặp được người tâm đầu ý hợp với mình. Đó có thể là người bạn quen biết đã lâu nhưng chưa từng bao giờ nghĩ tới chuyện nảy sinh tình cảm với họ và với bạn tuổi Thìn, bạn cần phải cởi mở hơn, bạn sẽ thấy được tình yêu luôn ở quanh mình. Và hai bạn đang có được uh, sao Thái Dương là cát tinh chiếu mệnh cho nên tìm được tiếng nói chung sau những khúc mắc trước đó đối phương muốn được hiểu và quan tâm nhiều hơn để bù cho những khoảng thời gian xa cách Từ vi tuần mới của bà tuổi Tỵ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021 vận trình tuần mới này với bạn tuổi tỵ xem tử vi cho thấy với bạn tuổi tỵ đang có điểm báo dường như sẽ phải đối mặt với không ít áp lực trong cuộc sống và cả công việc và với bạn tuổi tỵ sẽ mắc phải sai sót khi đang thiếu đi sự tập trung vào công việc nhưng bạn cũng nhanh chóng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình và cố gắng hết mình để bù đắp lại những sai sót đó với bạn tuổi Tỵ đang có sao thái tuế án ngữ cảnh báo bạn tuổi Tỵ đang có những mối nguy hiểm khi xuất hành đi xa nếu như công việc đòi hỏi bạn phải di chuyển nhiều thì với bạn tuổi Tỵ nhớ rằng cần phải chú ý giữ gìn an toàn cho bản thân mình là trên hết đầu tuần và giữa tuần với bà tuổi tỵ vận trình của bạn khá chi là ổn chỉ riêng cuối tuần là bạn có thể phải lao tâm khổ tứ trong các mối quan hệ cho tới chuyện tiền bạc có lúc bạn còn phải dùng cả tiền để uh, kiểm soát tình hình nữa. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi tỷ trong tuần mới này, đường tình duyên của bạn trong tuần cũng gặp không ít trắc trở. Người yêu thương nhau chưa chắc đã đến được với nhau. Hai người dường như tâm đầu ý hợp. Nhưng khi tính tới chuyện xa xôi hơn nữa thì lại vấp phải không ít trở ngại cả khách quan và chủ quan. từ vi tuần mới của bà tuổi ngọ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi ngọ xem tử vi cho thấy với bà tuổi ngọ đang trải qua một tuần có điểm báo khá chi là tồi tệ khi hung vận lớn, may mắn thì ít ổi, mà xui xịu thì nhiều vô kể. Cái nguồn tài lộc của bạn trong tuần thất thường, khi có tiền, khi lại trắng tay sau đó. Cơ hội kiếm tiền trong tuần chẳng có là bao nhiêu, nếu không cẩn trọng có thể lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần nữa. Và với bạn tử ngọ, ngay từ những ngày đầu tuần, bạn đã bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho bạn. Bạn cảm thấy mình chưa được hưởng thành quả xứng đáng với công sức mà mình đã bỏ ra cho nên có phần bất mãn. Do đó, tinh thần làm việc của bạn dần bẹ rạc, có nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi mà thôi. Trong tuần mới này với bạn Tứ ngọ, bạn lại đang có được sao bách Việt chủ về đào hoa trợ mệnh. Mặc dù nhân duyên của bạn không thực sự nhiều, nhưng cũng đủ để cho bạn có được cơ hội để gây ấn tượng mạnh mẽ với người mà mình thầm thương trọn nhớ. Và với bạn tuổi ngọ, nếu biết tận dụng cơ hội này thì với bạn hoàn toàn có thể lấy được tình cảm của đối phương. Bạn hãy kiên định với sự lựa chọn của mình, rồi đối phương sẽ sớm cảm nhận được sự chân thành của bạn mà thôi. Từ vi tuần mới của bạn tuổi mùi, từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021, Vận trình tuần mới này với bạn tuổi mùi, xem tử vi cho thấy với bạn tuổi mùi ở thời điểm này không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tiền bạc bởi cái nguồn tài lộc của bạn sẽ tự tìm đến tay. Từ giữa tuần trở đi, bạn tuổi mùi đang có được chính tài và thiên tài cùng xuất hiện mang đến cho bạn mệnh có được tin vui bất ngờ trong tuần này. Tuy nhiên, con đường công danh và sự nghiệp của bạn tuổi mùi trong tuần này sẽ phải trải qua khá nhiều khó khăn và thử thách, nhất là khi bạn bị thiên quan chiếu mệnh, tiểu nhân hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho bạn. Dù bạn tự tin rằng mình không làm gì khuất tất cả, nhưng cũng khó tránh được miệng lưỡi thế gian đàm tiếu, trong tuần mới này với bà tuổi Mùi lại đang có sự xuất hiện của thiên cẩu là hung tinh chiếu mệnh, dự báo cho bà tuổi Mùi sẽ vướng phải một số rắc rối do người khác răng bẫy. Dù vô tình hay là có ý thì bạn không có thể thoát khỏi được việc bị ai đó chỉ trích, chê bai. Cái điều quan trọng vẫn là ở bạn, bạn cần phải tự nhận việc mình làm là sai hay là đúng, từ đó mà tìm cách để điều chỉnh sao cho phù hợp về phương diện tình cảm của bạn tuổi mùi trong tuần mới này đang có được tín hiệu tích cực khi với bạn tuổi mùi luôn có được sự may mắn có được người ấy ở phía sau động viên và chia sẻ những khó khăn tình yêu giữa hai bạn nhờ vậy mà càng ngày càng thăng hoa sớm có ngày đơm hoa kết trái Từ vi tuần mới của bà tuổi thân từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi thân, xem tử vi cho thấy với bà tuổi thân đang trải qua một tuần có vận trình hung cát đan xiên, có cả chuyện thuận lợi mà cũng có không ít những chuyện rắc rối con đường tài lộc của bạn mạnh tuổi thân chưa thực sự được ổn định đầu tuần khi bạn đang gặp kiếp tài chiếu mệnh khiến cho công việc kiếm tiền của bạn trở nên khó khăn phải chờ tới cuối tuần thì mới tìm được thời cơ để khởi phát trong công việc thời điểm này với bạn tuổi thân đang có xuất hiện của nhiều ngã rẽ và bạn cần phải đưa ra sự lựa chọn cho mình. Bạn hãy cứ quan sát những yếu tố xung quanh cũng như là tự tin vào chính bản thân mình rồi bạn sẽ chọn được hướng đi phù hợp với bản thân mình mà thôi. Khi với bạn tuổi thân trong tuần mới này đang có được sao thiên đức chiếu mệnh chủ về sự thăng quan tín chức phát tài phát lộc xuất hiện rất có thể sắp tới với bà tuổi thân sẽ có được cơ hội để chứng tỏ bản thân mình chứng minh năng lực của mình chặng đường thăng tín của bản mệnh sẽ trở nên hanh thông hơn rất nhiều Tuy nhiên, về phương diện tình cảm của bạn tuổi thân trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn và người ấy lại có chút hiểu lầm và nếu không xử lý khéo léo, rạn nứt có thể xảy ra rất nghiêm trọng. Với bạn, đừng có để cho một số sự cố nhỏ làm ảnh hưởng tới chuyện tình cảm mà cả hai đã cùng nhau xây đắp bấy lâu nay. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Dậu từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vạn trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Dậu trải qua tuần mới này đang có điểm báo không thực sự được suôn sẻ trong một số chuyện khiến cho bạn cảm thấy bực mình. Có thể là bị xếp mắng mỏ hoặc là bị mâu thuẫn gay gắt với đồng nghiệp làm ảnh hưởng tới hòa khí chung. Thay vì đổ lỗi cho hoàn cảnh, thì với bạn tuổi Dậu cần phải tìm ra sai lầm của chính mình trong những vấn đề này. Trong vận trình tuần mới này với bạn tuổi Dậu, những ngày đầu tuần sẽ có nhiều khó khăn hơn. Do đó, nếu có công việc quan trọng thì bạn tuổi Dậu nên đợi tới cuối tuần hãy tiến hành khi có được chính quan nâng đỡ. Dù vậy, bạn cũng nên tránh tự tin thái có, hãy kiểm soát tốt cảm xúc của mình, tránh để sự ngạo mạn khiến cho bạn hành động thiếu suy nghĩ, gây ra sai lầm. Trong tuần, cũng đang gặp sao Bạch Hổ là hung tinh chiếu mệnh, còn báo hiệu cho bạn đang có điểm báo, tai họa bất ngờ có thể xảy ra. Bạn mệnh tuổi dậu làm gì cũng nên cẩn trọng, làm gì đi đâu cũng phải chú ý quan sát, kẹo lại gặp họa huyết quang. Về phương diện tình cảm của bạn tuổi Dậu trong tuần mới này không có nhiều chuyện biến biến động lớn đối với những bạn đang còn độc thân vẫn chưa tìm được hạnh phúc riêng của đời mình còn đôi lứa dường như vẫn êm đềm trong hạnh phúc hiện tại nhưng cũng có vấn đề âm ỉ mà hai bạn nên đối mặt để xử lý nhanh chóng thay vì lựa chọn bỏ qua tử vi tuần mới của bạn tuổi Tuất từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bạn tuổi Tuất đó, xem tử vi cho thấy bạn tuổi Tuất trải qua một tuần khi đang có được cát tinh trợ lực cho nên với những rắc rối mà bạn đang gặp phải sẽ được giải quyết một cách gọn gẽ với năng lực sẵn sàng và bản lĩnh của bạn tuổi tuất để chống đỡ với những rông bão là rất tốt có khả năng chịu đựng được áp lực cao nhờ thế mà bạn tuổi tuất có thêm nhiều cơ hội để tiến xa hơn nữa trên con đường công danh sự nghiệp với mình trong tuần mới này bạn tuổi tuất lại đang gặp được thiên ấn chiếu mạnh vào đầu tuần sẽ sôi đường, xôi sáng cho con đường mà bạn đã chọn, à, kéo bạn ra khỏi những u mê chia mờ mắt bạn. Vì thế, cái điều quan trọng vẫn là bạn không nên thất vọng sớm mà à, đánh mất niềm tin vào bản thân. Và trong tuần mới này với bà tuổi Tuất, cái nguồn tài lộc của bạn có chút được sáng hơn khi thiên tài chiếu mệnh mang tới cho bạn có được công việc làm thêm, thu nhập khá ổn để cải thiện về tình hình tài chính hiện tại. Tuy chỉ là việc thời vụ, nhưng nếu như bạn làm tốt và nhanh nhẹ, kết nối các mối liên hệ thì sẽ tiếp tục tiến xa hơn nữa và biết đâu có thể biến thành công việc chính của bạn trong tương lai không xa nữa. Còn về phương diện tình cảm của bạn tuổi Tuất trong tuần mới này, cái chuyện tình cảm của bạn, lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là cần phải thận trọng với những mối quan hệ về những người khác giới. Không nên vì chút yếu lòng mà trao gửi yêu thương nhầm chỗ để kẻ xấu lợi dụng gây tổn thương cho mình. Từ vi tuần mới của bạn tuổi Hợi từ ngày 26 tháng 4 đến ngày mùng 2 tháng 5 năm 2021. Vận trình tuần mới này với bà tuổi Hợi xem tử vi cho thấy công việc của bà tuổi Hợi đang đứng trước rất nhiều những bước ngoặt lớn và bạn cần phải giữ được sự tỉnh táo và sáng suốt để đứng ra giải quyết. May thay khi trong tuần này bạn đang có được tỷ kim chiếu mệnh ở bên và làm cho bạn có được sự vững tin hơn vào năng lực của mình, dám nghĩ, dám làm và dám thẳng tay thực hiện những điều mà mình đang ấp ủ, khả năng thành công nhờ thế mà cũng được tăng cao lên đáng kể. Tài vận của bạn tuổi hợi trong tuần mới này lại đang gặp chút vấn đề do bạn đang gặp đại hao là hung tinh chiếu mệnh cho thấy với bạn đang có điểm báo có nhiều nguy cơ mất tiền hao của mặc dù bản mệnh vẫn cố gắng kiếm tiền nhưng có nhiều khoản chi quá lớn không thể không bỏ ra thu chẳng đủ bù chi về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này cũng đang có nhiều thử thách, nhất là đối với các cặp đôi, cả hai càng ngày càng mệt mỏi với những lần khắc khẩu với nhau. Nhưng tất cả những sự tranh cãi, bất đồng và lo lắng đều xuất phát từ việc coi trọng nửa kia cũng như là mối quan hệ này cho nên đừng có vội nản lòng mà buông xuôi. Hãy cùng nhau nỗ lực cho tương lai tốt đẹp hơn ở phía trước về phương diện tình cảm của bạn tuổi hợi trong tuần mới này đối với những bạn đang còn độc thân có thể bị ảnh hưởng bởi đảo hoa sát nếu không xử lý khôn khiếu sự việc sẽ chuyển biến theo chiều hướng phức tạp bạn sẽ vướng phải những mối quan hệ nhập nhằng không yêu nhưng không dứt ra được nên nên tốt nhất là thận trọng khi qua lại với những người khác giới trong tuần này cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip đừng tích like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.